vâng. đã mang những bản lễ, những tấm lễ rất là đẹp, rất là trang trọng, đầy đủ ý nghĩa để mang đến nhà gái làm lễ đính hôn cho đứa bà trẻ và thắp nén tâm nhang lên các bậc gia tiên tiền tổ, chúc cho hai con của mình, hai cháu của mình trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Với những tâm lễ đầy đủ nhất, trang trọng nhất, lịch sự nhất, và nhà trai đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, rất chu đáo. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho phái đoàn nhà trai. Bác sẽ lên trước phòng máy của gia đình nhà gái để có đôi lời phát biểu và